Dương Dương tái hợp với Trần Đô Linh trong phim của đạo diễn Tinh Hán Sáng Lạng. Bộ phàm nhân tu tiên của Dương Dương chỉ vừa mới thông báo đóng máy, trên mạng đã bất ngờ lan truyền thông tin, Nam Đỉnh Lưu sẽ góp mặt trong một dự án cổ trang mới của đạo diễn Tinh Hán Sáng Lạng, Phí Chấn Tường. Hiện cư dân mạng đều dành cho đồn đoán trên một sự quan tâm đặc biệt lớn. Được biết, dự án này có tên tiếng Trung là Si Jin, phim thuộc đề tài trinh thám, nguyên tác chấp bút bởi tác giả Khánh Dư Niên Miêu Nị. Theo một số nguồn tin tiết lộ, đã có nhiều tiểu sinh tiếp xúc với bộ đại IP này, phía Ngô Lỗi cũng từng để mắt tới, nhưng tấm vé duy nhất vẫn thuộc về Dương Dương. Cư dân mạng cho rằng, nếu Dương Dương thực sự nhận đóng vai chính Si Jin, thì đây là một bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh, thậm chí nếu làm tốt sẽ xóa bỏ được cái mác dầu mỡ đang gắn chặt với anh suốt một vài tháng nay. Kể từ sau thất bại ê chề của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, về vai nữ chính, có vẻ như nhà sản xuất đang tiếp cận Trần Đô Linh. Song, kết quả cuối cùng ra sao còn cần chờ đến ngày đoàn phim phát thông báo chính thức. Trái lại với suy nghĩ tích cực của nhiều cư dân mạng, một số netizen lại cảm thấy việc Dương Dương nhận đóng Si Jin khó có khả năng xảy ra, vì họ cho rằng kỹ thuật diễn của anh quá tệ, đóng phim Ngôn Tình Thần Tượng còn chẳng xong, giờ lại nhận một kịch bản yêu cầu diễn xuất như Si Jin, thì càng không ai cứu nổi anh, có khi còn đánh mất luôn duyên qua đường. Trong khi đó, vài người hâm mộ Dương Dương dù biết có nhiều tài nguyên là tốt, nhưng nam diễn viên mới chỉ vừa kết thúc quay Phàm Nhân Tu Tiên, họ sợ anh sẽ quá tải, chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất, đã phải nhập đoàn phim mới. Ngỡ thăng hạng, nhưng sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang ngày càng xuống dốc. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là hai tiểu hoa top đầu 85, cả hai liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh vì có sự nghiệp tương đối giống nhau. Hai nữ diễn viên đều cùng có một bộ cổ trang đợi lên sóng và có ý định chuyển hình sang mảng điện ảnh, trong khi người hâm mộ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang ngày càng củng cố vững chắc địa vị của mình, thì một số người lại cho rằng sự nghiệp của cả hai đang đi xuống. Theo đó, hai nàng tiểu hoa tuy có xuất hiện trong các phim điện ảnh, nhưng thực ra chỉ được nhận phiên hai, làm nền cho các diễn viên thực lực hoặc tiền bối hơn tuổi. So sánh với địa vị trước đây trong các phim truyền hình, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không được coi trọng bằng. Khi nhận phiên hai trong Cáp Nhĩ Tân 1994, dưới áp lực quá lớn của fan, Dương Mịch đành đăng một bài viết trên Weibo, khẳng định mình nhận vai là bởi đồng cảm được với nhân vật, vì kịch bản hay, ekip tốt, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình xếp sau tên ai. Tuy nhiên ngay lập tức nữ diễn viên đã bị chế giễu rằng đang chống chế cho việc sự nghiệp đang có dấu hiệu xuống dốc. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên từng dành thời gian khá dài để quay phim điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ, nhưng sau đó cũng không có bất kỳ tin tức nào khác, không ai biết cụ thể nội dung phim ra sao, ngày nào phát sóng. Mới đây, nữ diễn viên được cho là sẽ xuất hiện trong Tương Viên Lộng, nhưng chưa biết là sẽ trong tư cách nữ phụ hay khách mời. Tiêu Chiến và Dương Tử lại lập thành tích mới trong sự nghiệp. Lưu lượng là từ dùng để chỉ những diễn viên có lượng fan hùng hậu, diễn xuất có thể không quá chắc tay, nhưng thành tích và hiệu ứng danh tiếng đem lại cho phim lại rất cao. Một số lưu lượng lớn đã rất quen mặt với công chúng, có thể kể đến như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Dương Dương. Theo số liệu từ sách trắng giải trí Tencent 2023 công nhận rằng, hiện tại, nam Tiêu Chiến nữ Dương Tử là nhận định chung khi nói về sao lưu lượng bắt đầu nổi lên với Trần Tình Lệnh. Tiêu Chiến này càng khẳng định tên tuổi của mình với sức hút lớn dần theo thời gian, cùng fandom hùng hậu. Mùa hè năm 2023, Tiêu Chiến có phim cổ trang Tiên Hiệp Ngọc Cốt Giao lên sóng và gây sốt khắp cõi mạng. Nội dung phim xoay quanh mối tình thầy trò giữa hai nhân vật chính là Thời Ảnh và Chu Nhan. Phim có số liệu rất khả quan, chỉ số nhân vật của Tiêu Chiến liên tục đứng quán quân. Có thể nói, lượng fan hùng hậu của Tiêu Chiến là con át chủ bài duy nhất, giúp Ngọc Cốt Giao có được thành tích tốt như vậy. Trong khi đó, Dương Tử từ một cô gái không được đánh giá quá cao để trở thành một nữ đỉnh lưu được mọi người công nhận, xứng đáng với danh xưng thiên đường của fan sự nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2023, Dương Tử đã có một mùa hè toàn thắng với siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư. Bộ phim kể về hành trình tìm về với gia đình và học cách trưởng thành của Tiểu Yêu, cùng bốn chàng trai ưu tú nhất Đại Hoang, đã trở thành cơn sốt trong mùa hè này. Dù kỹ xảo được đánh giá là vẫn còn sạn, nhưng sự đầu tư chỉnh chu về nội dung, diễn xuất tròn vai và phản ứng hóa học xuất sắc của các diễn viên đã đem đến cho người xem những thước phim đầy cảm xúc và có được nhiều thành công cực khủng trong năm qua. Ngoài ra, sách trắng cũng đề cập đến Dương Mịch, Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dịch Dương Thiên Tỷ là những minh tinh có giá trị thị trường đã được chứng nhận, tất nhiên là sự lựa chọn phòng rủi ro, mức độ phổ biến và lưu lượng của họ có thể mang lại giá trị cơ bản cho sự quan tâm của tác phẩm. Vừa bị gán mác nam chính xấu nhất màn ảnh, Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường.
Sau khi bị bầu chọn là sao nam xấu nhất màn ảnh của năm 2023, Lưu Vũ Ninh tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích khi lộ loạt ảnh thản nhiên ngồi hút thuốc giữa đám đông. Vào ngày 13 tháng 12, Lưu Vũ Ninh bị bắt gặp nhiều lần hút thuốc trên phim trường, tận dụng những lúc ngồi trang điểm hoặc ngay cả lúc trò chuyện với các bạn diễn nữ. Nhiều nhân viên đoàn phim còn phải đeo khẩu trang kín mít khi ở bên cạnh anh. Những ngày qua, Lưu Vũ Ninh phải nhận khá nhiều lời chỉ trích về cả màn thể hiện trong Nhất Niệm Quang Sơn cũng như thái độ ngoài đời. Ngay khi dự án còn chưa công bố, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với ngoại hình của nam chính, cho rằng anh không xứng đáng để đóng cạnh Lưu Thi Thi. Một số cư dân mạng thậm chí dùng công nghệ AI để thay mặt các diễn viên khác như Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ vào nhân vật của anh. Sau đó, Lưu Vũ Ninh cũng mất điểm trong mắt dân tình khi phát biểu mỉa mai bạn diễn Lưu Thi Thi ngay trước truyền thông tại một sự kiện quảng bá phim. Khi được hỏi về cảm xúc khi đóng cặp với đàn chị, ngôi sao sinh năm 1990 đã thẳng thắn trả lời rằng: "Sau khi hợp tác xong, tôi đã thay đổi cái nhìn về chị Thi, tôi thấy chị cũng là một diễn viên khá chuyên nghiệp." Ngay sau đó, nhiều người cho rằng phát biểu của Lưu Vũ Ninh vừa cao ngạo vừa thiếu tinh tế. Trên mạng xã hội Weibo, một số khán giả còn nghi ngờ anh mượn quan hệ để tranh chấp đất diễn với dàn cast của phim. Tuy nhiên, ekip Nhất Niệm Quang Sơn sau đó đã phủ nhận thông tin này. Phim lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc đang không ngừng giao tranh. Nhất Niệm Quang Sơn kể về hành trình đi sứ của Nhậm Như Ý, là tiền tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc. Nàng trà trộn vào Ngô Quốc để tìm bản đồ lương thảo, nhưng nàng và đồng bạn bị tổ chức Lục Đạo Đường, nhóm sát thủ của Ngô Quốc phát hiện, ra tay sát hại. Nhậm Như Ý nương theo việc này muốn giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ. Trong lúc chạy trốn, nàng rơi vào tay Ninh Viễn Châu, vị tướng của Ngô Quốc này vì bất mãn với triều đình và hoàng đế, nên muốn quy ẩn giang hồ. Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô Đế lại bị An Đế bắt giữ. An Quốc yêu cầu Ngô Quốc đưa sang một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để làm tiền chuộc. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh giả trai để sang làm con tin và chuộc cha. Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An Quốc, do đó cả hai hợp tác với nhau. Cứ như vậy, hai người mang theo tâm tư riêng, mục đích riêng, vừa hợp tác vừa đối đầu, cuối cùng hợp lực để chống lại kẻ thù. Loạt vai diễn để đời của Châu Hải Mi, từ Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh đến mẹ chồng Dương Tử. Mới đây, công chúng được phen bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Châu Hải Mi. Suốt gần 40 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên đã để lại vô số vai diễn ấn tượng mà đến nay khán giả vẫn nhớ mãi không quên. Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhắc đến vai diễn kinh điển của Châu Hải Mi, chắc chắn khán giả sẽ nhớ ngay đến Chu Chỉ Nhược ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994. Khi đó, nữ diễn viên khoảng 27-28 tuổi và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, cùng đôi mắt long lanh như biết nói, vẻ đẹp sáng tựa ngọc cùng diễn xuất linh động, giúp Châu Hải Mi được khán giả gọi là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh. Sau Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Châu Hải Mi còn tham gia vào một số tác phẩm khác của Kim Dung như vai Bao Tích Nhược trong Anh Hùng Xạ Điêu 2008 và Diệt Tuyệt Sư Thái trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Lưu A Thể trong Mối Tình Nồng Thắm. Vai diễn Lưu A Thể trong Mối Tình Nồng Thắm 1995 cũng gắn liền với tên tuổi của Châu Hải Mi trong suốt sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một cô gái có số phận bi thảm, nhưng luôn nở nụ cười ngọt ngào, nhan sắc trong trẻo, diễn xuất nhẹ nhàng của Châu Hải Mi khi đó đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Tiểu Phù Dung trong Đại Náo Quảng Xương Long. Vai diễn Tiểu Phù Dung của Châu Hải Mi ở Đại Náo Quảng Xương Long 1997 từng khiến bao khán giả phải mê mệt vì quá đẹp, nhan sắc trong veo cùng đôi mắt vừa ngây thơ vừa đẹp hút hồn, khiến người xem không thể rời mắt. Châu Hải Mi đã đem đến cho khán giả hình ảnh một nàng tiểu phù dung với tình yêu son sắc từ kiếp trước, cho đến tận khi trở thành hồn ma bị phong ấn trong chiếc dù. Dương Thục Phi trong Võ Tắc Thiên. Năm 2014, Châu Hải Mi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Dương Thục Phi trong dự án phim Võ Tắc Thiên do Phạm Băng Băng đóng chính. Vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà của nữ diễn viên thời điểm đó đã khiến công chúng phải mê mệt. So với các đàn em như Phạm Băng Băng, Trương Quân Ninh hay Trương Hinh Dư, nhan sắc và diễn xuất của Châu Hải Mi có phần lấn lướt hơn hẳn. Thiên Hậu Đồ Diêu trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Một trong những vai diễn gây ấn tượng nhất của Châu Hải Mi chính là Thiên Hậu Đồ Diêu ở Hương Mật Tựa Khói Sương 2018. Nữ diễn viên đã thể hiện xuất sắc vai diễn một thiên hậu quyền uy, vì bảo vệ con trai mà bất chấp mọi thủ đoạn để loại bỏ cô con dâu cẩm mịch do Dương Tử đóng. Sau cùng, Đồ Diêu phải nhận kết cục bi thảm. Ngay cả con trai là Húc Phượng do Đặng Luân thủ vai cũng quay lưng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái.
Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé!